Mày giấu tiền để làm gì lắm mày? Hả? Con giấu tiền để làm gì? Để mua nhà. Cái gì để mua nhà? Đi ông giấu tiền sợ ai lấy? Ăn cướp. Sợ mẹ lấy ha, mai mốt mẹ lại không phải để ăn cướp. Không gửi tiền về các bạn nào hết. Để lấy một cái tiền đó ha, sống tới cuối năm đi nha con. Đây nè. Nè. Đây nữa nè. Đây nữa nè, quá trời đó. 100 đô đâu? 100 đô ra. Kéo chưa khác, không có trong bóp. Con giấu để làm gì? Để mua nhà, các nhà lầu. Có xe hơi, hồ bơi. Làm cho 100 đô mà các nhà lầu, xe hơi, hồ bơi nữa. Không có hồ bơi. Có tiền nhỏ giấu này nè, có 5-1 à. Quý lớn mà biết chơi thêm cái nhà nè. Mặt đường ngầm ngầm nè, mẹ chắc không nè, 1.000 nè, 1.000 nè, mẹ 5.000 nè, mẹ không mà. Cái nhà gì mà không có tivi à, có nhà... tivi giường ngủ, máy lạnh luôn. Mấy người mà nghèo khổ đi ăn xin không có tivi. Ý là nó nói con, mà con nó mới lớn.